Hàng xò ông cầm quân qua tài, vừa đến Việt Nam một thời thành công đến như mơ, là á quân toàn châu Olympic ta vào ban kết, thành tích của ta bây giờ cũng do ông thầy hay, lối chơi biết bao nhiêu huyền vi. Thầy so ơi, cảm ơn ông thầy so. Đâu phát bác hàng so có ai ngờ, lúc thu lúc khi công biết đâu lương, bao trận ông đã nào giống nhau. Mưu kế ông so thật hay, bài ông đã đều khác nhau. Mệnh danh phù thủy quá nhiên không hề sai. Hàng xò ông cầm quân qua tài, vừa đến Việt Nam một thời thành công đến như mơ, là á quân toàn châu Olympic ta vào ban kết, thành tích của ta bây giờ cũng do ông thầy hay, lối chơi biết bao nhiêu huyền vi. Thầy so ơi, cảm ơn ông thầy so. Đâu pháp bác hàng so có ai ngờ, lúc thu lúc khi công biết đâu lương, bao trận ông đã nào giống nhau. Mưu kế ông so thật hay, bài ông đã đều khác nhau. Mệnh danh phù thủy quá nhiên không hề sai. Đâu pháp bác hàng so có ai ngờ, lúc thu lúc khi công biết đâu lương, bao trận ông đã nào giống nhau. Mưu kế ông so thật hay, bài ông đã đều khác nhau. Mệnh danh phù thủy quá nhiên không hề sai. Sao sáng công phường, rất nhiều người yêu thích anh. Người con của đất Nghệ An đã có rất nhiều tên tuổi nổi danh.
sông Lam có đâu ngờ bây giờ phượng như vậy đâu. Ngày xưa thấp bé nhỏ con nên là đã loại tên Nguyễn Công Phượng. May có đoàn Nguyên Đức đỡ tay giúp anh đã thành ngày nay, biết bao nhiêu người đắm say đi bóng làm hoa mắt người xem, khiến fan hâm mộ mê tít những pha qua người đỉnh cao. Sinh 21 tháng 1 gia đình anh cũng nghèo thôi, và anh có đứa bạn thân vốn chẳng xa lạ tên Nguyễn Văn Toàn. Sau sáng công phường rất nhiều người yêu thích anh, người con của đất Nghệ An đã có rất nhiều tên tuổi nổi danh. Sông Lam có đâu ngờ bây giờ phượng như vậy đâu. Ngày xưa thấp bé nhỏ con nên là đã loại tên Nguyễn Công Phượng. May có đoàn Nguyên Đức đỡ tay giúp anh đã thành ngày nay, biết bao nhiêu người đắm say đi bóng làm hoa mắt người xem, khiến fan hâm mộ mê tít những pha qua người đỉnh cao. Sinh 21 tháng 1 gia đình anh cũng nghèo thôi, và anh có đứa bạn thân vốn chẳng xa lạ tên Nguyễn Văn Toàn. Và anh có đứa bạn thân vốn chẳng xa lạ tên Nguyễn Văn Toàn. Văn Đức thường chơi trên cao đá canh, tía bóng vô chung lộ nên bàn, và đôi chân anh rất kỹ thuật, dưới dắt bật nhà nhìn sao lắc leo. Anh mũi tên nguy hiểm nơi hàng công của mình, và đôi chân nhanh nhẹn lại có duyên ghi bàn. Dâng cao lên rồi sang ngang mở cánh, anh chơi tinh tế đôi thủ bất ngờ. Bao năm Đức đã tiền về, anh đã ghi bàn tỏa sáng liên miên, sông pha và đã hết mình. Ôi đất Nghệ An quê hương bóng đá, có biết bao nhiêu là nhân tài, và hôm nay Đức đã trưởng thành, đi tiếp chặng đường đảng anh đã bước. Văn Đức ơi cố gắng ghi bàn thêm thật nhiều, cùng anh em quyết lòng giành lấy ngôi vô địch. Khéo léo tốc độ nhanh như là chớp, solo đẳng cấp đã gọn sút đẹp. Thôi xin chúc Đức cọt mình chung kết ghi bàn hạ nước Ma Lai, chúng ta giành được cúp vàng.
Văn Đức thường chơi trên cao đá canh, tía bóng vô chung lộ nên bàn, và đôi chân anh rất kỹ thuật, dưới giặt bật nhà nhìn sao lắc leo. Anh mũi tên nguy hiểm nơi hàng công của mình, và đôi chân nhanh nhẹn lại có duyên ghi bàn. Dâng cao lên rồi sang ngang mở cánh, anh chơi tinh tê đôi thủ bất ngờ. Bao năm Đức đã tiền về, anh đã ghi bàn tỏa sáng liên miên, sông pha và đã hết mình. Ôi đất Nghệ An quê hương bóng đá, có biết bao nhiêu là nhân tài, và hôm nay Đức đã trưởng thành, đi tiếp chặng đường đàn anh đã bước. Văn Đức ơi cố gắng ghi bàn thêm thật nhiều, cùng anh em quyết lòng giành lấy ngôi vô địch. Khéo léo tốc độ nhanh như là chớp, solo đẳng cấp đã gọn sút đẹp. Thôi xin chúc Đức cọt mình chung kết ghi bàn hạ nước Ma Lai, chúng ta giành được cúp vàng. Lòng mê đá bóng đã từ thơ, luôn nuôi mong ước sau này đá tuyên Việt Nam, nên trong tim khát vọng quyết tâm không ngừng. Ngày lại qua ngày, anh vẫn luôn chăm cày, và rồi năm 9 tuổi bước chân vào sân, anh luôn đầu quân cho đội bóng TNT, là vì gần nhà anh cũng như thầy anh. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoại hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Chiều phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai. Lòng mê đá bóng đã từ thơ,
đã tuyên Việt Nam, nên trong tim khát vọng quyết tâm không ngừng. Ngày lại qua ngày, anh vẫn luôn chăm cày, và rồi năm 9 tuổi bước chân vào sân, anh luôn đầu quân cho đội bóng TNT, là vì gần nhà anh cũng như thầy anh. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoài hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Chiều phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai. 12 của tháng 4, ngày khai sinh của anh, chốn quê Hà Thành Đông Anh là nơi đã ra đời. Chiều cao anh cũng bình thường, ngoại hình thì miễn chê, dù là thuần cả hai nhưng chân trái anh vẫn chơi tuyệt hơn. Chiều phan lòng mến yêu, bàn chân trái thật siêu, bao nhiêu lần vẽ nên đường cong như cầu vồng. Nhìn anh lòng bao tin tưởng, một cầu thủ giỏi giang, một tiền vệ nên mong cho ngày tương lai. Đầu tiên ta có là Trọng Hoàng, còn đây Văn Toàn đá trên cao, thêm Tiến Linh cầu thủ trẻ, Nguyễn Quang Hải chơi tiền vệ siêu hay. Việt Nam ta có Đoàn Văn Hậu, chiều cao trên 1m85, đây Đức Huy Hải Dương đó, Quế Ngọc Hải chơi hậu vệ tròn vai. Rồi Việt Nam ta lại còn anh Đức rất kinh nghiệm với nhiều năm chinh chiến, thêm Lâm Tây gác khung thành, ta có Nguyễn Tuấn Mạnh dự bị cùng Bùi Tiến Dũng, Đình Trong đá dưới hậu vệ cùng Tiến Dũng Duy Mạnh, đây là Phan Văn Đức. Đôi chân đi bóng điêu luyện, ngôi sao sáng công thường, đây là Văn Quyết số 10. Hồng Duy chơi vị trí hậu vệ, ngoài ra ta còn có Xuân Hưng, đây Đức Trinh cầu thủ trẻ, Lương Xuân Trường chân truyền của Việt Nam, còn đây đây chính là Huy Hùng, và đây Đỗ Hùng Dũng chơi hay. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Đầu tiên ta có là Trọng Hoàng, còn đây Văn Toàn đá trên cao, thêm Tiến Linh cầu thủ trẻ, Nguyễn Quang Hải chơi tiền vệ siêu hay. Việt Nam ta có Đoàn Văn Hậu, chiều cao trên 1m85, đây Đức Huy Hải Dương đó, Quế Ngọc Hải chơi hậu vệ tròn vai. Rồi Việt Nam ta lại còn anh Đức rất kinh nghiệm với nhiều năm chinh chiến, thêm Lâm Tây gác khung thành, ta có Nguyễn Tuấn Mạnh dự bị cùng Bùi Tiến Dũng, Đình Trong đá dưới hậu vệ cùng Tiến Dũng Duy Mạnh, đây là Phan Văn Đức. Đôi chân đi
ngôi sao sáng công phường. Đây là văn quyết số 10. Hồng Duy chơi vị trí hậu vệ. Ngoài ra ta còn có Xuân Hưng. Đây Đức Chinh cầu thủ trẻ. Lương Xuân Trường chân truyền của Việt Nam. Còn đây, đây chính là Huy Hùng. Và đây Đỗ Hùng Dũng chơi hay. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Xin chúc cho đội ta sẽ nâng cúp vàng đem về người Việt Nam. Kèn nào trống song thùng nào cùng la hét, cùng hát vang mừng đời mình chiến thắng. Từ Bắc Trung Nam ta chung nhau nỗi niềm và cùng chung khát khao. Từ người già đến em nhỏ rồi thì trai gái đều bước ra đường cùng mừng chiến thắng. Cùng nắm tay nhau chung vui qua bao phố phường, nào cùng bao đi bạn ơi. Xuống phố khắp tuyến đường rộn ràng đông đúc biên người, khắp phố phường nhuộm màu tươi thắm đỏ vàng. Hòa con tim với niềm vui ngây ngất từng bừng mừng chiến thắng. Nào kèn nào trống song thùng nào cùng la hét, cùng hát vang mừng đời mình chiến thắng. Từ Bắc Trung Nam ta chung nhau nỗi niềm và cùng chung khát khao. Từ người già đến rồi thì trai gái đều bước ra đường cùng mừng chiến thắng. Cùng nắm tay nhau chung vui qua bao phố phường, nào cùng bao đi bạn ơi. Nào kèn nào trống song thùng nào cùng la hét, cùng hát vang mừng đời mình chiến thắng. Từ Bắc Trung Nam ta chung nhau nỗi niềm và cùng chung khát khao. Từ người già đến em nhỏ rồi thì trai gái đều bước ra đường cùng mừng chiến thắng. Cùng nắm tay nhau chung vui qua bao phố phường, nào cùng bao đi bạn ơi. Bye.
Đội Việt Nam thân yêu ơi cố lên, hàng triệu fan quê hương luôn dõi theo, hướng về đội tuyển bằng tấm lòng mê say, nơi nơi phố phường cờ đỏ vàng tung bay. 10 năm qua dân ta luôn khát khao đội Việt Nam hiên ngang thắng Thái Lan, chẳng còn phải sợ khi gặp người Thái nữa, ngôi vương khu vực ta giành lại đi thôi. Hàng xó ông thầy hay, trong tay xa bàn xoay, thầy bao nhiêu người luôn là không sai, chẳng lập công lớn cũng góp vào lối chơi. Bao năm ông về đây, ta đã hay nhiều hơn, chơi trên bàn bật thầy mà mê say, làm người yêu bóng nhiều fan vui vỡ òa. Đội tuyển ta thăng hoa bao chiến công, làm rạng danh quê hương với nước non, lấy lừng năm châu với tinh thần chiến đấu, tuy chơi hết mình nhưng rất là phem lây. Đội Việt Nam thân yêu ta tiến lên, hạ Lào Myanmar với nước cam, đánh bại Malai lên ngôi đầu bảng A, Indo phải về Anh Thái đành buông xuôi. Quê hương luôn dõi theo, hướng về đội tuyển bằng tấm lòng mê say, nơi nơi phố phường cờ đỏ vàng tung bay. 10 năm qua dân ta luôn khát khao đội Việt Nam hiên ngang thắng Thái Lan, chẳng còn phải sợ khi gặp người Thái nữa, ngôi vương khu vực ta giành lại đi thôi. Hàng xó ông thầy hay, trong tay xa bàn xoay, thầy bao nhiêu người luôn là không sai, chẳng lập công lớn cũng góp vào lối chơi. Bao năm ông về đây, ta đã hay nhiều hơn, chơi trên bàn bật thầy mà mê say, làm người yêu bóng nhiều fan vui vỡ òa. Đội tuyển ta thăng hoa bao chiến công, làm rạng danh quê hương với nước non, lấy lừng năm châu với tinh thần chiến đấu, tuy chơi hết mình nhưng rất là phem lây. Đội Việt Nam thân yêu ta tiến lên, hạ Lào Myanmar với nước cam, đánh bại Malai lên ngôi đầu bảng A, Indo phải về Anh Thái đành buông xuôi. Đánh bại Malai lên ngôi đầu bảng A, Indo phải về Anh Thái đành buông xuôi.